Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là khoảng trường trưa ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 5 tây tháng 6 năm 2021 Ở Việt Nam đó lúc mà làm video này đã là ngày chủ nhật rồi thì trước hết Thuận muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Thì Cuối tuần này nên chúng ta thường cuối tuần không có nhiều thông tin nhưng mà cuối tuần các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy tiếp tục đây là cái tuần tôi nhớ là thứ ba thứ tư gì rồi và mỗi cuối tuần các bạn thấy là giá cả đều có cái sự đi xuống đột ngột bây giờ đó lúc này cái video này đã giá xoay quanh cái mức là khoảng 36.000 đô cho Bitcoin và Ethereum là khoảng 2.620 thì chuyện gì đang xảy ra sẽ được chúng ta sẽ nói tới và cũng như là cuối tuần này thì có những cái thông tin như là liên quan tới Elon Musk muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn cũng như là một số những thông tin khác nhất là liên quan đến cái hội nghị Bitcoin thì bây giờ thì hội nghị Bitcoin 2021 đang diễn ra và bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì có một số những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nói tới cái thông tin liên quan đến giá cả đi Tại vì thằng nghĩ đây là điều mà nhiều bạn rất là muốn biết Thì chúng ta thấy được là giá tối ngày hôm qua Sau khi mà chúng ta thấy cái thuyết của Elon Musk à, liên quan đến Sailor Moon thì sẽ chia sẻ với các bạn Black nữa Tại vì Elon Musk đó, sau sáng này lại thay đổi cái ảnh đại diện ở trên Twitter thêm một lần nữa Nhưng mà các bạn thấy được là giá có cái sự tăng lên Tới cái mức là khoảng chừng là 37.900 đô và sau đó đi hàng ngàn vài tiếng đồng hồ rồi lại có một cái cú đâm đi xuống thì nhiều người nói là lý do tại sao chúng ta thấy được là giá kẻ đi xuống đó là tại vì chúng ta nhận được những cái thông tin đến từ Trung Quốc và trước hết khi mà giá Bitcoin con xuống thì các bạn thấy được là những đồng khác cũng đi xuống theo mà thôi phần lớn các bạn thấy được là thị trường là màu đỏ ngày hôm nay cũng có một số đồng màu xanh nhưng mà các bạn thấy được là tuy là màu đỏ nhưng mà cũng không có đỏ đậm màu đỏ càng đậm thì nghĩa là xuống càng nhiều thì phần lớn thị trường ngày hôm nay đã không có xuống mạnh xuống nhẹ mà thôi xuống quanh chừng là hai phần trăm chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn thì các bạn sẽ thấy được là những đồng lớn đó thì phần lớn chúng ta thấy được là Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano Các bạn thấy được là phần lớn là xuống chừng là 2% mà thôi Không có đồng nào gọi là đi xuống mạnh trong cái thấp 10 này Còn trong cái nhóm mà 100 đồng này đây các bạn thấy được là lên nhiều nhất chỉ có là Ambovivo lên 12,3% nhưng mà Ambovivo là một đồng mà thường là chúng ta chỉ quan tâm đến tổng số vốn hóa mà thôi uh, Tiafio thì lên 7,9% còn đi xuống mạnh đó, cũng không có đồng nào gọi là xuống mạnh các bạn thấy được là Ume thì xuống 7,7% Chenlin thì xuống 6,3% có thể nói được là trong cái cuối tuần này đó nhiều người trong vòng hai ba tuần qua đó thì không có thích cuối tuần tại vì mỗi lần cuối tuần chúng ta thấy là giá cả cũng có cái sự điều chỉnh đi xuống à, nhưng mà trong đợt cuối tuần này ít ra thì giá cả cũng đi xuống nhưng mà đi xuống không có mạnh như là những cái cuối tuần trước đó thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi liên quan đến giá cả nhưng mà về cái phương diện tại sao giá cả đi xuống đó thì một thông tin mà được chia sẻ rất nhiều và cái thông tin này bắt nguồn là từ Wu Blockchain thì Wu Blockchain là một người mà chúng ta cũng thường hay theo dõi trên Twitter và đưa những thông tin mới nhất và nhanh nhất liên quan đến Trung Quốc thì đây là cái tuần thứ ba chúng ta lại nghe nói tới những cái thông tin liên quan đến Trung Quốc thì thông tin mà chúng ta nhận được đó chính là Trung Quốc thì không có sử dụng Twitter nhưng mà Trung Quốc đã sử dụng một cái ứng dụng gọi là Weibo cũng tương tự như là ứng dụng Twitter thì trên Weibo đó có rất là nhiều những cái người gọi là influencer nghĩa là những cái người mà các bạn hay gọi là leader trong thị trường crypto này thì bây giờ đó ở trên cái ứng dụng Weibo thì chính phủ Trung Quốc đó đã có quyết định là sẽ lóc những cái chương mục liên quan đến những cái người influencer những cái người leader trong thị trường crypto này thì đây là lý do tại sao mà nhiều người nói là giá cả đi xuống tại vì đột ngột có một số những cái chương mục liên quan đến quý bồ đã bị uh, lock khi mà liên quan đến cái thị trường crypto này thì uh, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thống kê được chia sẻ bởi blockchain tại vì bản thân Thuận đương nhiên là sống ở hoa kỳ nhiều bạn xem cái uh, chương trình Capital này thì không phải là sống ở trung quốc cho nên có thể là không hiểu nhiều về cái ứng dụng này như thế nào nhưng mà dựa theo Ui blockchain đó thì họ nói là trên cái số lượng fan của những người này những người mà leader trong thị trường crypto mà sử dụng ứng dụng Weibo đó thì cái số lượng fan có thể lên tới là 5 triệu người và có sự ảnh hưởng của những cái leader này có thể là không kém gì Elon Musk cho nên những cái chương mục liên quan đến thị trường crypto này ở trên ứng dụng Weibo bị lock đó sẽ là một trong những điều khiến cho nhiều nhà đầu tư riêng lẻ lo sợ và cũng như là mất đi phương hướng tại vì dự theo blockchain đó phần lớn những người này là những người chuyên về phân tích cũng như là giải thích và hỗ trợ trading cho những người mà giao dịch riêng lẻ thì đương nhiên không có những người này nữa thì sẽ có nhiều người mất đi phương hướng. Đó là cái thông tin được chia sẻ bởi Wu Blockchain dẫn đến là giá cả có cái sự đi xuống giá trong dòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Các bạn thấy được giá đó đi xuống từ cái mức là 37.800 mà đi xuống chỉ còn có mức thấp đó là 35.300 trước khi mà trở về cái mức là 36.000. Và lúc này cái video này đó các bạn thấy được là 3 tiếng đồng hồ vừa qua thì coi như cũng đã ổn định lại cái mức là khoảng 36.000 đô. Thì một những điều mình thường cảm thấy là thú vị đó chính là cái bài viết được chia sẻ bởi The Block. Bài viết này được chia sẻ ra cách đây 2 ngày. Thì cách đây 2 ngày thì tôi đã chia sẻ với các bạn là dựa theo cái chương trình. Cái này gọi là chương trình sinh hoa. Sinh hoa là một trong những cái đài truyền thông của chính phủ Trung Quốc. Thì cái đài truyền thông này đó cũng đã đứng chính lại và giải thích rõ ràng hơn là hiện bây giờ người Trung Quốc có thể lưu trữ crypto như là Bitcoin, Ethereum vân vân họ có thể mua họ có thể bán chỉ có là người trung quốc không thể tham gia sàn giao dịch tại vì trung quốc bây giờ không cho phép sàn giao dịch hoạt động và người trung quốc không được tham gia vào những cái ico những cái đợt mà bán token lần đầu đó thì có thể nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà trung quốc nói là cho người của nước của họ mua bán crypto nhưng mà lại không cho sàn giao dịch hoạt động thì làm sao có thể mua bán được phần lớn là người dân trung quốc sử dụng những cái sàn otc những sàn over the counter đây là cái sàn mà dòng ngoài mà các bạn thỏa thuận giá cả đó những sàn OTC thì vẫn có thể tiếp tục hoạt động và thật ra từ năm 2017 đó sau khi mà cái thông tin liên quan đến là chính phủ Trung Quốc cấm không cho sàn giao dịch crypto hoạt động ở Trung Quốc thì cái vai trò của sàn OTC càng ngày càng lớn hơn và rất nhiều người sử dụng những sàn OTC để mà mua bán. Bây giờ điều đó vẫn là hợp pháp. Đây là điều đã đã được đứng chính lại bởi cái đài truyền thông sinh hoa của chính phủ Trung Quốc là vẫn có thể tự do mua bán và lưu trữ. Và đối với lại Trung Quốc đó, nếu như mà người dân Trung Quốc coi tiền kỹ thuật số như là một cái loại hàng hóa, một cái loại hàng hóa điện tử thì vẫn có thể là giao dịch bình thường chỉ có là Trung Quốc bây giờ nói là không thích người dân Trung Quốc tham gia vào đầu tư hay là đầu cơ tiền kỹ thuật số với cái ý nghĩ là sẽ làm giàu nhanh chóng đây là điều mà chính phủ Trung Quốc đang đàn áp hiện bây giờ thì chúng ta thấy được là cái bước mà đã thực hiện trong cuối tuần này đó chính là cái bước là lóc đi những cái leader trong thị trường crypto mà sử dụng ứng dụng Weibo thì đây là thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn thuận thì nghĩ là đương nhiên Trung Quốc đó thì chúng ta thấy được là muốn cấm thị trường này đã cũng đã nhiều năm rồi chứ không phải là mới đây và trong vòng ba bốn năm qua đó các bạn thấy được là những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc đó thì hầu như cũng chỉ có cái tác dụng nhỏ mà thôi tại vì chúng ta thấy được là cái số lượng người mà có cái nhu cầu lưu trữ hay là trade tiền kỹ thuật số Trung Quốc rất là cao và Trung Quốc thì các bạn thấy được là năm nào thì cũng ra những cái thông tin tương tự và tương tự như vậy và trong năm nay đó thì chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng giá cả nó cao hơn so với những cái năm trước tại vì sao? Tại vì trong năm nay chúng ta có nhiều những bạn mới tham gia vào thị trường này có thể là chưa quen với những thông tin à, được chia sẻ bởi chính phủ Trung Quốc cho nên lần đầu tiên khi mà nghe nói tới là Trung Quốc cấm crypto thì mọi người lo sợ và bán crypto của mình lần thứ nhì khi mà nghe nói Trung Quốc là muốn cấm liên quan đến là đạo Bitcoin cái đây khoảng những vài tuần thì nhiều người lại lo sợ nhưng mà các bạn thấy được là Trung Quốc cứ tiếp tục đưa những thông tin như vậy đó thì các bạn thấy được cái sự ảnh hưởng nó sẽ càng ngày càng thấp đi đó là cái điều mà thường hy vọng nhưng mà cho đến bây giờ cũng giống như là cái thuyết của Elon Musk tuy là cái thuyết này tới cái thuyết kia đó thì sự ảnh hưởng nó giảm xuống nhưng mà vẫn còn có sự ảnh hưởng và rất rõ ràng các bạn thấy được là tin tức này là một trong dẫn chứng là tại sao chúng ta lại có cái sự đi xuống giá đột ngột từ cái mức là khoảng 37.800 mà xuống chỉ còn có 35.000 trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nếu như mà có thêm thông tin thì thường sẽ chia sẻ với các bạn trên những cái mạng xã hội cho nên dù bạn nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất một điều nữa là trong hai cái video gần đây đã thường có đổi cái góc nhìn của cái webcam như bạn nói với thường là tại vì thường đổi góc nhìn webcam nghi ngã trên thị trường mới nghi ngã theo cho nên hôm nay thường đã để webcam lại vị trí cũ đó chính là để webcam thẳng hy vọng chúng ta sẽ có một cái sự thẳng tiến về mặt giá cao của bitcoin chúng ta hãy tiếp tục theo dõi một số những thông tin mà thuận đã nhận được thì một góc nhìn khác các bạn thấy được là đây là cái tweet được chia sẻ bởi at 100 trillion USD đây là cái Twitter của Plan B và dạ, các bạn cũng đã biết Plan B là một người mà rất nổi tiếng Với cái việc là áp dụng cái mô hình Stock to Flow vào trong thị trường crypto này Và áp dụng nó với lại cái đồng Bitcoin Thì mô hình Stock to Flow đó chúng ta nói tới rất là nhiều rồi Nhưng mà nào mà không hiểu nhiều về Stock to Flow đó Thì đây là cái mô hình thường đã chia sẻ lần đầu tiên Ở trên channel này là thường nhớ là đầu năm 2019 Lúc đó giá Bitcoin chỉ xoay quanh có 3.000 đô, 4.000 đô thì vậy thôi Và... Chúng ta đã dùng mô hình to Flow để mà chuẩn đoán giá Bitcoin có thể lên tới là 55.000 đô Và các bạn thấy được cuối cùng thì giá Bitcoin cũng đã qua khỏi cái mức 55.000 đô lên tới 65.000 đô trước khi mà trả trở về cái mức hiện tại Thì Plan B đã có chia sẻ một góc nhìn rất là thú vị Các bạn thấy được đây là cái biểu đồ liên quan tới giá cả của Bitcoin ở trên Bitstamp Và đây là biểu đồ nến ngày Thì cái mà Plan B quan sát được đó là mỗi lần mà đến cuối tháng đó chúng ta điều trị đến gần cuối tháng từ là tháng à, cuối tháng 2, cuối tháng 3, cuối tháng tư, à, thậm chí bây giờ cũng như vậy mỗi lần đến cuối tháng đó các bạn thấy được là cái dùng mà màu vàng này đó đó chính là cái dùng mà đi xuống giá mỗi lần đến gần cuối tháng trong vòng mấy tháng qua đó thì lại đi xuống giá sau đó thì các bạn thấy được là qua cái tháng mới đó thì giá cả lại hồi phục trở lại và đi lên thì Đối với plan B đó thì đây là dẫn chứng là khi mà chúng ta đến gần cuối tháng đó lúc đó là chúng ta thấy có nhiều cái đợt xuống giá nhất là đối với những cái thời điểm mà có ít người giao dịch cái khối giao dịch thấp đó, thì lại có người bán khiến cho giá cả đi xuống nhưng mà bắt đầu từ tháng mới đó thì lại có rất là nhiều những cái lệnh mua nhỏ lẻ từ từ để mà đẩy giá cho lên. Đây là điều mà đã uh, xảy ra vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 rồi tới cuối tháng 2 đầu tháng 3, rồi các bạn thấy được là trong tháng 3 tháng 4 cũng như vậy và tháng 4 tháng 5 cũng như vậy. Và các bạn thấy được là mỗi lần mà điều đó xảy ra ra thì chúng ta có một cái hình chữ V. Có nghĩa là bây giờ thì uh, cuối tháng này chúng ta cũng thấy có một cái sự tương tự đang xảy ra. Thì câu hỏi bây giờ là có giống như những tháng trước đây hay không chúng ta sẽ thấy giá cả có cái sự hồi phục trở lại ở cái mức là khoảng 56.000 đô dựa theo cái bài được chia sẻ và Plan B. Đây cũng chỉ là một góc nhìn mà thôi thì bây giờ các bạn thấy được chúng ta vẫn không có những cái dẫn chứng chi tiết hơn nhưng mà đây là một cái sự quan sát mình nghĩ là các bạn cũng nên tìm hiểu và tự đưa ra quyết định cho bản thân mình.